Tuần vừa qua, nhà thầu làm sạch tại dự án đã có buổi training đào tạo để tăng cường kỹ năng nghiệp vụ cũng như hoàn thiện ý thức tác phong cho toàn thể nhân viên làm sạch tại đây. Dự án Park City với công việc làm sạch chủ yếu diễn ra ở ngoại cảnh nên có tính chất công việc rất khác so với làm sạch tại hồ chung cư văn phòng, đòi hỏi nhân viên phải được đào tạo bài bản, thích ứng tốt với môi trường công việc này. Sau hơn 6 tháng thi công các hạng mục diệt côn trùng và chuột, xử lý cống ngầm cho dự án Park City giai đoạn 1, bắt đầu từ tháng 5 năm 2015, nhà thầu Hà Xanh chính thức bàn giao toàn bộ các hạng mục trên cho nhà thầu BioX. Công tác bàn giao đang được khẩn trương tiến hành, bắt đầu bằng việc thay thế toàn bộ các bẫy chuột bằng bẫy chuột thế hệ mới cho toàn bộ hàng rào Nadine Garden và dự kiến toàn bộ các hạng mục còn lại sẽ hoàn thành ngay trước kỳ nghỉ lễ. Vừa rồi là những tin tức chính diễn ra trong tuần qua tại khu đô thị Park City Hà Nội. Xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo tại khu đô thị Park City Hà Nội.